Đài truyền hình SBTN hân hạnh giới thiệu SBTN Online TV. Với SBTN Online TV, quý vị có thể xem các chương trình SBTN mọi lúc mọi nơi trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Hình ảnh chất lượng, âm thanh rõ ràng với giá 7.99 đồng cho một tháng. Hãy ghi danh ngay để xem thử trong vòng 30 ngày. SBTN Online TV rất tiếc không áp dụng tại Hoa Kỳ. Mọi chi tiết quý vị hãy vào trang nhạc www.sbtnonline.tv. Trí Trung xin chào quý vị khán giả của đài SBTN. Hôm nay ngày 24 tháng 3 năm 2018, Trí Trung hiện đang có mặt tại Lake Park, Huntington Beach, California. Tại nơi này, hôm nay sẽ có buổi đi bộ ôn hòa để bảo vệ tính mạng do các gia đình cùng con trẻ của họ tham gia. Buổi đi bộ ôn hòa này nhằm yêu cầu chính giới Hoa Kỳ ưu tiên cho sự an toàn của tính mạng con người và chấm dứt tình trạng bạo lực súng đạn. Theo tờ The Guardian, từ nguồn thống kê của Gun Violence Archive, thì từ đầu năm 2013 cho tới nay đã có gần hơn 1.624 vụ nổ súng tại Hoa Kỳ, khiến hơn 1.875 người chết và 6.848 người bị thương. Theo luật ở nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ, thì việc sở hữu súng không phải là điều quá khó khăn. Đây có thể là lỗ hổng lớn mà nhiều kẻ gây ra các vụ xả súng, giết chóc kinh hoàng lợi dụng. Hầu hết chúng ta, có cả tôi, đều rất lo lắng. Chúng ta đến trường và có thể xảy ra một vụ xả súng tại trường. Nó có thể xảy ra bất cứ đâu và chúng tôi muốn nó chấm dứt. Tôi thấy trước tiên chúng ta nên có lớp kiểm soát súng, có thể là kiểm tra tâm thần. Và khi bạn vượt qua thì sẽ được sở hữu vũ khí. Bảo đảm rằng người dùng súng là đủ tiêu chuẩn, là những người mà chúng ta đánh giá là đủ khả năng, chứ không phải là kẻ có vấn đề. Có lẽ điều đó có thể ngăn những gã xả súng tinh tàn. Tôi tin điều đó là tốt nhất. Chúng tôi có con cái và những đứa cháu, và chúng đi học ở trường. Anh biết không, tôi cần có giấy phép cho con chó của mình. Tôi muốn lái xe thì tôi cần bằng lái. Và nếu muốn có xe thì phải đăng ký xe. Thật là điên rồ khi anh có thể đi vào hội chợ súng và dễ dàng lấy vài khẩu tới quầy tính tiền. Họ nên cấm các loại súng tự động, chỉ chấp nhận súng săn. Đó là các súng chỉ cho bạn bắn từng viên một và bạn cần phải có giấy phép. Điều đó là chấp nhận được. Chứ không phải là khẩu AK-47. Nó không phải là súng săn. Nó thiết kế cho quân đội dùng để giết người ta. Chúng tôi bây giờ sẽ lấy lại quyền lực. Chúng tôi là những công dân hỗ trợ nền tự do dân chủ. Chúng tôi sẽ đứng dậy bầu cho những người mà họ sẽ cứu và bảo vệ lấy chúng tôi khỏi các vũ khí chiến tranh. Tôi không nghĩ chúng ta nên cấm quyền sở hữu vũ khí. Không phải vậy, nhưng chúng ta nên cấm vũ khí dùng trong chiến tranh. Trong cùng ngày, hai buổi đi bộ ôn hòa chống bạo lực súng đạn khác cũng diễn ra ở thủ đô Washington DC và thành phố Santa Ana, California. Hiện nay, tình trạng xả súng bừa bãi tại Hoa Kỳ đã đến hồi chuông báo động. Giới hữu trách nên sớm có những biện pháp quản lý và bảo vệ tính mạng của người dân trước nạn bạo lực súng đạn. Tiến Trung, tường trình cho SBTN từ California.